thiếu niên 16 tuổi cầm đầu băng cướp ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Thiếu niên 16 tuổi cầm đầu băng cướp nhí thực hiện hàng loạt vụ cướp giật ở nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 29 tháng 5, Công an quận 4, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang lập hồ sơ xử lý Bùi Vũ sinh năm 16 tuổi, cùng 9 thiếu niên tuổi từ 13 đến 16 để làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Theo trình báo của chị PLV, chiều ngày 21 tháng 5, chị bị giật điện thoại iPhone 12 Pro Max trên đường Xóm Chiếu, quận 4. Vào cuộc điều tra, Công an quận 4 xác định Vũ là nghi phạm nên phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh làm rõ. Bước đầu, Vũ khai do cần tiền tiêu xài nên cả nhóm rủ nhau đi cướp giật tài sản. Chiều ngày 21 tháng 5, cả nhóm thấy chị V đang cầm điện thoại nên Vũ chỉ vào nạn nhân và nói với đồng bọn, kìa, có đồ ngon kìa. Sau khi cướp giật, nhóm này mang điện thoại đem bán được 4,5 triệu đồng và chia nhau tiêu xài. Ngoài vụ cướp giật trên, nhóm Vũ còn khai gây ra hàng loạt vụ khác tại quận 1, quận 7, quận 8 và huyện Nhà Bè.